và Quốc Thịnh. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em phát hiện này, bắt cắt hay tai. Có người làm ở trong công ty, bạn cũ. Có người yêu cũ luôn. Xin quý vị dành cho một tràng pháo tay thật kêu để đón chào họ. Các bạn có nghe cái âm của khán giả khi mà hai bạn bước ra đây không? Hò reo rất là khí thế. Không biết mọi người hò reo là vì cái gì ạ? Đẹp đúng không? Tôi nhìn cái áo cô dâu rất đẹp. Anh đi mà thì rất đẹp, khen cái áo cô dâu đẹp. Chưa. Cô dâu đẹp. Đẹp. Cô dâu chú rể. Hai vợ chồng toát lên một cái vẻ rất là viên mãn. Đó. Còn quá trẻ tuổi mà đã viên mãn rồi. Đó. Giống như anh Bin bây giờ vậy đó, lúc nào cũng viên mãn. Viên mãn và nói chung là viên bản hoài chứ đừng có mãn hạn. Đó. Rồi, chào hai em. Dạ, chào chị. Rồi, mời em giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lan Hương ạ. Năm nay em 28 tuổi. Em làm nghề buôn bán ạ. Còn em? Em tên Tuấn Anh, hiện tại đang làm quản lý bên khách sạn. Em năm nay 28 tuổi. 28 tuổi luôn? Dạ vâng. Rồi bây giờ hãy kể cho nghe câu chuyện tình của hai bạn. Tụi em quen nhau cách đây 11 năm rồi. Là năm đó em đang học lớp 11 thì em nhìn anh này anh xấu lắm, vừa xấu vừa đen vừa mụn nữa. Anh này không có đập cho mắt em. Nghĩa là bích cửa đó. Lúc đó người ta vậy thì nó phải mọc mụn chứ. Không chắc cái gu không phải gu mụn. Rồi dạ. Sao nữa? Một khoảng thời gian sau bắt đầu tụi em tốt nghiệp rồi. Cái ảnh hay qua nhà em họ em chơi á. Rồi xong bắt đầu tụi em mới nói chuyện lại với nhau rồi cái bắt đầu từ từ mới cảm thích nhau. Có nghĩa là cái ấn tượng của em lúc đầu gặp anh này là chưa có ấn tượng gì. Chỉ biết là một bé trai gọi là mọc mụn và xấu xí. Còn bé trai thì ấn tượng như thế nào vậy? Dạ có chứ chị. Ấn tượng dữ lắm. Vừa lùn vừa xấu mà vừa đen nữa. Trời đất ơi, sao hai vợ chồng được cái tả cái giây phút ban đầu thật là gớm ghiếc. Dạ. Sao mà tiến tới với nhau được? Đó thì cũng qua chơi thường xuyên rồi qua lại cái gặp ngày này qua ngày nọ rồi bắt đầu tới luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó mặt bớt mụn chưa? Dạ bớt rồi. Lúc mà em quen là anh đẹp trai rồi. Rồi yêu từ lúc đó cho đến bây giờ là kết hôn luôn hay là có trục trặc nhau? Xuyên suốt có chia tay chia chân gì không? Có trục trặc. Em phát hiện này anh bắt cắt hay tai. Thôi trời. Đợt đó em mới biết được là tại vì cô em họ của anh này cũng chơi chung với lại cái cô đó luôn. Tại vì anh này anh dặn cái cô em họ là khi nào mà em á đi chơi á thì đừng rủ cô đó theo. Còn cái cô đó mà đi á thì đừng rủ em theo. Cái nó ủa sao kỳ vậy? Cái bắt đầu em nghi ngờ, em cũng không nói gì, em bắt đầu em tìm hiểu thôi. Thì bữa đó ngày 14 tháng 2 cái ảnh rủ em ra quán rồi rủ luôn cô đó theo, bắt đầu thú nhận trước bình minh. Ủa mà sao tại sao lại dẫn như vậy? Thật sự lúc đó không có muốn là bắt cá hai tay mà tại vì tình cảm nó cứ thế nó phát sinh. Hôm đó là em muốn là ra thú tội với vợ em. Dạ đúng vâng. Không? Và dứt khoát với cô dạ, kia. Dạ đúng rồi. Cô đó không chịu bỏ. Với lại em ức ở trong lòng lắm. Hai người quen nhau được tới một năm lận mà. Em buồn dữ lắm. Lúc đó em nghĩ là em không quen anh này tiếp được. Cuối cùng rồi sao? Dạ. Dạ thì cuối cùng rồi ảnh cầu xin em tha thứ cho anh. Rồi em có tha thứ liền hay là thêm một... Dạ cũng khoảng một thời gian. Một vài tháng nữa. Một vài thời gian sau á. Chắc hai ngày. Trời còn dữ dội hơn nữa. Hả? Rồi bây giờ sau cái vụ đó rồi là không còn cái chuyện gì gọi là cản trở hai em nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Và bắt đầu là cứ một đường đi tốt luôn tới cái ngày vui của hai đứa. Hôn nhân nè, hôn nhân xong rồi còn vậy nữa không? Còn bắt con nào nữa không? Không có bắt nữa. Nhưng mà ảnh có cái tật vậy nè chị, bạn bè của ảnh á là con gái là ảnh cứ chụp hình ảnh có thích ôm eo với hút vai. Chạy lưới. Đi chạy lưới. Rồi. Không thích điều đó đúng không? Dạ. Cứ gặp đàn bạn gái là chụp hình là khoác anh định vậy nè. Phải, em nói thiệt với chị luôn á, thiệt với mọi người luôn. Anh không có muốn, nhưng mà hoàn cảnh nó bắt anh vậy. Ví dụ như nhiều khi chụp hình mấy em bé kia, anh ơi anh chụp anh hóa da em đi cho nó thanh mận, thấy không? Trời khổ lắm, có muốn đâu, thấy không? Dạ đẹp trai khổ lắm anh. Thì đó, em bây giờ nó bớt đẹp trai rồi mà vẫn khổ. Em, dạ. Bây giờ là những người con gái đó, ví dụ như bạn mới quen, fan hâm mộ hay là người yêu cũ hay là người mình đang yêu. Dạ, em là... nói cho anh Bin anh có người làm ở trong công ty. Rồi bạn cũ. Mới quen thì em chỉ phát hiện được có một cô thôi. Là có người yêu cũ luôn. Người đó thấy chưa? Cái cô mà cái con cá mà mới chia tay. Đúng rồi. Mà cô đó cho ôm luôn. Dạ không có, cái cô đó chủ động anh mà anh không có nói với em. Nhưng mà cái tay nó lòn qua cái eo hết.
có câu vô không? Em chỉ thấy tay phát dài rồi. Cái mắt đó, ảnh có nhìn vào mắt của cô kia, cái môi có gì không? Không không, cái cô kia làm cái môi lên má. Cái bữa đây tự nhiên mở ra em xem, thế là em thấy hình của cô đó gửi lại cho ảnh. Thì hai người chụp chung với nhau nhiều tấm lắm, khoác vai rồi cái cô đó cổ làm như là hôn giả vờ hôn lên má mà chu mỏ gì đó. Em hỏi anh chị chứ bây giờ ta có chồng, ta có vợ rồi, mình làm vậy đâu được. Mà anh này cũng để vậy chụp hình luôn. Tối em coi xong cái em cả đêm ngủ không được luôn. Em nói anh này không có khi nào hả, anh quen lại cái cô đó hay sao. Thế là sáng ra ngủ dậy cái em hỏi anh, ủa đêm anh nằm mơ anh gọi tên cô đó 3 lần rồi, anh có chuyện gì với cổ không? Mà thực chất là đêm không có gọi. Chẳng đâu. Đúng rồi chị. Anh cũng tin em, anh nói thiệt hả? Nói ủa anh đâu có gì đâu, sao tự nhiên anh gọi vậy? Chứ sao em mới chơi chứ, thì em đâu biết đâu. Thì người ta bình thường người ta nói là ban ngày hay có chuyện gì nhiều thì đêm người ta mới nằm mơ, ta nói thôi. Rồi cái anh nói không có. Nói em đưa tấm hình đó ra cho anh coi, cái anh hết chối. Anh nói chứ tại vì anh có việc ở làm bên nhân sự, anh nhờ cổ. Rồi xong rồi anh đi ăn chung với cổ rồi chụp hình chung nhau vậy thôi. Chứ anh với cổ không có gì hết. Anh thề hốt đủ thứ hết trơn á. Em không có tin, nhìn cái tấm hình đó sao tin được. Không, bây giờ vậy đi, trắc nghiệm cái đi. Dạ. Bây giờ cái tư thế mà chồng em gọi là chụp hình với cái cô người yêu cũ là như thế nào em? Diễn tả lại đi. Tức quá không, thì được. Em đưa cái mặt em đưa cho cô. Anh ngồi xích vô đây. Anh ngồi xích vô đây. Rồi đó, tư thế nè. Đó, anh đưa giả bộ đưa tay selfie đi. 34 nè, 34 nè. Đó, vậy nè. Rồi, rồi, bây giờ cái tư thế mà chồng em chụp hình với lại cái cô mà đồng nghiệp thì như thế nào? Tay anh khoác vậy. Còn không thì là ôm eo dưới. Đó. Là đồng nghiệp. Là chụp hình cưới là đồng nghiệp. Là đồng nghiệp đúng không? Rồi cái cô mới quen thì sao? Chụp vậy á chị. Là chụp y vậy. Chỉ có riêng cái cô kia là tư thế vậy. Chu môi. Dạ. Ủa nói nghe nè, ở nhà mấy đứa còn hình đó không, cho anh coi cho. Đúng rồi. Xóa hết rồi. Tại sao em lại dễ dãi cho người ta như vậy? Hả? Xa ngã nữa. Tại vì thật sự là vậy thì em cũng có nhờ làm một số chuyện bên nhân sự. Có hứa là đãi đi ăn, tranh thủ ra ăn được khoảng nửa tiếng gần chỗ làm thôi thì tự nhiên hứng lên thì chụp hình thôi chứ. Dạ, chụp ở là đâu? Chỗ quán ăn chị. Chứ mày khách sạn à? Dạ không. Dạ em làm khách sạn. Thì đó, thì bởi chị mới hỏi em đó. Có khách sạn. Người ấy có người... khách sạn không? Có không? Có khách sạn ảnh làm. Cái lần đó là mới đây, em cũng lại coi điện thoại ảnh thì em thấy ảnh chụp một mình cổ thôi. Đứng ở trên cầu thang trong khách sạn của ảnh á. Em kiểm tra điện thoại xem để nguyên hình thì em không tắt đi. Cái anh mở lên anh coi, cái anh thấy anh nhắn tin về em, anh kêu chứ hôm qua nó lên đây nó đi chung với lại người yêu của nó khỏi ghen. Em hỏi ảnh á thì anh nói là tại vì anh thấy cái góc chỗ đó đẹp. Chị nghe cái chuyện của em mà tự nhiên chị cũng khó chịu nữa thiệt á. Chuyện lặp lại 2 lần, một lần á thì là đi ăn bỏ, còn một lần sau thì chụp ở khách sạn mặc dù là cầu thang rồi lại chơi cái chiêu trận đầu nữa. Dạ. Đi với người yêu của cổ khỏi ghen là sao? Sao biết người ta ghen mà nó khỏi ghen? Ví dụ vậy thì người yêu cổ đâu tại sao chụp chung? Dạ có gì em có coi hình mà. Nhưng mà có chụp chung không? Em có thấy hình không? Em không thấy. Có khi nào mà em đó, làm khó rồi có khi nào mà em cảm giác trong người mình muốn đi đánh ghen cho rồi không? Không chị, em có nói với ảnh rồi, em thì tin anh nhưng mà em không tin cái người ngoài. Thí dụ như anh không muốn nhưng mà nếu như người ngoài người ta cứ đưa đẩy thì làm sao anh từ bỏ được? Em có hiểu là vợ em nhắn nhủ cái gì đó với em biết. Đây nói chuyện của chị thôi. Ông xã chị mà chụp hình xong khoác trai người nào chị khó chịu lắm. Dạ. Thiệt, mà tới già lớn vậy rồi khó chịu. Khó chứ. Chướng không? Chướng ghê hồn luôn. Khó chịu lắm em, cái đó chị nói nghiêm túc. Dạ. Tự nhiên nó có một cái gì đó, tự nhiên nó cứ bị thốn thốn ở trong trái tim á. Dạ. Có người thì có thể nói ra là tôi không thích anh như vậy. Có người không nói ra, giữ ở trong lòng nhưng mà cứ khổ hoài. Có người thì sung thiên lên rồi đi đánh ghen sờ tận tay dây tận mắt. Ở đây mình muốn nói là một cái điều là nếu như những người con gái khác không phải là vợ của anh này, các bạn có coi cái số này thì các bạn cũng rút kinh nghiệm một chút xíu. Ví dụ như cái chụp hình với bạn này thì nếu là đồng nghiệp bình thường thì thôi, ta bớt cái vụ mà ôm ấp đi. Đúng không? Dạ. Khó chịu lắm. Mệt mỏi lắm. Còn ví dụ có bà xã em nữa thì chụp chung, đúng không? Dạ. Còn nếu như không có gì quan trọng thì tôi cũng bớt chụp đi. Đi vậy đi, kết luận là vậy đi chứ. Dạ. Đúng không em? Dạ dạ đúng còn rồi không chị. Không gặp anh ai mà nhất là các em tuổi tiên mà chụp á, là vợ anh xung phong chụp luôn á, mà bả cầm máy là cái tay anh tự nhiên nó liệt liền. Thôi bây giờ mình qua chuyện đó. Dạ. Nói chung là hạn chế và hy vọng là tất cả các bạn gái khi xem chương trình này rồi và qua những cái lời tâm sự chị Vân, nói chung là chúng ta cũng phải kỹ hơn.
kỹ hơn. Bây giờ tới đây hồi vạch mặt đi. Đó bây giờ anh thấy ngoài cái chuyện đó ra thì còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ còn. Trời ơi còn. Rồi sửa đi. Ảnh khó chịu lắm. Những cái gì mà không phải theo ý của ảnh á là ảnh khó chịu. Đại khái là ảnh có tính gia trưởng. Đầu tiên là cái tính mà thích chụp hình mà ôm con gái đúng không? Dạ. Tính thứ hai là tính gia trưởng. Rồi tính thứ ba. Mấy cái tính đó là khó chịu là em chịu không được thôi. Rồi có hai tính đó. Cô ấy thì sao? Chắc không có cái tật xấu gì đúng không? Giỡn hoài anh. Giỡn hoài anh. Phản ứng rất nhẹ nhưng mà dữ dội lắm á. Nó ăn không có ngon. Nó ăn dẹt à. Với lại không có cái chứng kiến của bản thân á. Tại vì cái tính em tương đối là cầu toàn. Quyết định á, em làm rất là nhanh. Vợ em thì lại ngược lại. Nghĩa là cứ người này nói ra hướng này, người kia nói vào hướng này là một hồi là đi mà mười mấy hướng luôn á. Rồi bây giờ mong muốn đi. Em mong muốn vợ em sao? Bớt phụ thuộc vào người khác. Chỉ có một điều đó thôi. Thế còn em muốn chồng em thay đổi gì? Quan tâm em nhiều hơn chút. Đừng quan tâm bản thân nhiều quá. Giảm bớt những cái chụp hình với bạn gái. Với lại bớt tự cao đi chút. Tự cao với vợ hay là tự cao với mọi người xung quanh? Ý của em là dạng như là ảnh bớt gia trưởng đi đó chị. Gia trưởng khác mà tự cao khác. Đúng rồi. Bớt gia trưởng đúng dạ, không? Dạ. Chị thấy nếu như em muốn chồng em bớt gia trưởng. Dạ. Thì em phải thực hiện cái điều mà anh mong muốn em thay đổi. Có nghĩa là em phải tự có chính kiến của mình. Lý do tại sao ảnh gia trưởng thì em cứ không có tự quyết định được. Thành ra là anh cứ phải quyết định thay cho em. Thì chính vì vậy mà hình thành nên cái tính gia trưởng. Đó là một phần để bồi đắp cho cái tính gia trưởng. Dạ. Cho nên bây giờ em muốn phá bỏ cái đó thì em phải làm được cái điều kia. Có nghĩa là em phải tự định hướng được, tự quyết định được cái cuộc sống của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình. Còn cái việc mà vợ em yêu cầu em là bớt chụp hình ôm ấp đi thì chị thấy cái điều đó là quá đúng luôn. Dạ. Ha, thì em nên bỏ ngay mà. Dạ. Đó. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đẹp đôi. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Không có nên treo con gái người ta như vậy. Để người ta chờ thì không có nên. Hết yêu thì nói là hết yêu. Đừng nói chia tay vì cái câu đó.